Vâng, xin chào mọi người đã xem video trên kênh âm thanh của Triều Phát. Video ngày hôm nay thì tiếp tục lên giới thiệu đến các bác một bộ dàn mini của hãng Kenwood, có model là SL3MD. Đây là model với thiết kế đẹp và chất âm hay của hãng Kenwood trong phân khúc dàn mini. Và model này bán cũng rất là chạy các bác nhé, được nhiều người chơi ưa thích bởi thiết kế đẹp và chất âm hay. Dàn bãi về tình trạng là còn khá là đẹp, trên 90%, còn đầy đủ hai căng sạch đẹp không rách. Mặt trước của dàn nó là mặt gương sáng bóng và có đèn hiển thị rất sáng. Dòng này có đèn mưa nháy theo nhạc, nhìn khá là đẹp mắt. Sở hữu cặp loa hai đường tiếng với một bát nõm màng carbon gân vải. Màng carbon màu đen bóng, gân vải cực kỳ bền các bác nhé. Bền theo năm tháng, không bao giờ phải thay gân. Bát này có kích thước khoảng 12-13. Nó là dòng loa bát lớn, bát rất tốt. Thùng loa vân gỗ rất đẹp, có kích thước chiều cao là 26 và chiều ngang là khoảng 16 cm. Tổng chiều ngang của bộ dàn nó rơi vào khoảng 50. Với kích thước này các bác có thể để ở những phòng ngủ hoặc là bàn làm việc. Để phòng ngủ thì nghe nhạc tuyệt vời luôn. Đánh tốt trong phòng 15 hoặc là 20 m². Và phía sau của dàn và cặp loa còn rất ok, góc cạnh vuông vắn và có dây zin đi theo loa để cho các bác về đấu vào nghe nhạc. Dây với màu đỏ và màu đen nên là rất dễ phân biệt âm dương, không sợ nhầm các bác nhé. Về thông số của thùng loa là SL3MD, có công suất là 30W một bên, chiều kháng là 6 ohm. Dòng này sản xuất tại Malaysia, số series là 3038. Phía sau của cục âm đi dàn, bên trên đây là chỗ cắm anten, trên là AM, dưới là FM. Dòng này bắt radio rất khỏe luôn, sóng khỏe lắm. Đây là cầu bắt dây loa các bác nhé, đỏ là dương và đen là âm. Đó, các bác mới chơi thì lưu ý là cắm đúng âm và dương để cho ra chất âm nó mới hay được. Loa từ 6 ohm cho đến 16 ohm. Đây là đường AUX kết nối để phát nhạc từ thiết bị bên ngoài như là điện thoại hoặc là máy tính, laptop. Phía dưới có cổng súp out. Các bác có súp điện cắm ở đây là chơi được để tăng thêm cái giải bass. Đơn giản như là những cục loa súp vi tính lớn cắm ở đây là đánh rất hay luôn.
Bộ này bass cũng rất tốt rồi. Kenwood SL3MD. Chạy điện 100V hoặc là 110V đều được. Công suất là 85W, công suất khá là lớn so với những bộ dàn mini made in Malaysia. Phía sau cục lành lặn nhé, loa góc cạnh ok. Rồi em sẽ test qua chất âm và các tính năng của dàn. Vâng, phía trên đây là cửa cassette, tuy nhiên là nó không chạy nhé, nên em không test, bỏ qua cassette. Phía trước đây, ở nút này nó là nút để chỉnh sáng tối cho cái đèn hiển thị này. Đó, có thể tăng giảm tùy thích. Có chế độ chỉnh bass. Ấn vào đây, rồi các bác có thể xoay cái viền này, xoay cái vòng này là sẽ tăng bass được này. Đó, tăng bass, tăng check và các chế độ định sẵn của nhà sản xuất. Các chế độ EQ định sẵn của nhà sản xuất. Ngoài ra còn có các chế độ như 3D rồi là flat, nó sẽ trở về vị trí ban đầu. Đây là volume to nhỏ. Phía dưới đây có nút để chỉnh sang AUX. Đó, mở lắp ra là có thể chỉnh chuyển sang AUX. Bây giờ còn có chỗ để ghi MD. Đây là công tắc bật tắt nguồn các bác nhé. Power đây. Tuner, CD, MD, Tab. Các chế độ như là lách bài, quay lại, Stop. Đó, đây là điểm MD và CD ở bên dưới đây. Ok, em sẽ test MD. MD thì các bác ấn vào MD. Cái này đĩa này chỉ có một bài thôi, em sẽ bao cho các bác là MD đọc rất tốt nhé. Tiếp đến là CD, CD ok, đây, cho CD ra nhé. Đó, nháy rất là đẹp. Ok, và đĩa đọc rất tốt. Lách bài là đọc ngay, chứng tỏ là mắt rất tốt các bác nhé. Đây là tuner. Ok, em sẽ test đường AUX. Thank you.
Ok, vâng, chất âm nghe rất hay các bác nhá, đánh bass khá là lực và êm. Cái này là mặt gương nên là quay nó hơi bóng, ở bên ngoài nhìn đèn rất sáng và sắc nét luôn. Vâng, bộ Kenwood SN3MD này có giá là 1 triệu 100 ngàn, giá chưa bao gồm phí ship. Bình thường thì bộ này trước em hay bán là 1 triệu 3, tuy nhiên là đợt này em bán giá là 1 triệu 1. Và các bác có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Các bác xem kỹ trước khi liên hệ và xin chào.